lý hình sự từ đầu nhiệm kỳ khóa 12 đến nay. Nhắc đến con số này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng đau xót nhưng không thể không làm, không có cách nào khác. Vâng, con số này cũng minh chứng rằng công tác phòng chống tham nhũng, kiểm tra, xử lý kỷ luật đảng không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đảng ta hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật, cho nên mọi cán bộ đảng viên, kể cả là cán bộ cao cấp, đều bình đẳng trước pháp luật. Đồng thời, tính từ đầu nhiệm kỳ đại hội 12 đến nay, đã diễn ra 11 hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng, 5, 6, 7, 8, 9 và 11 có nội dung xử lý kỷ luật cán bộ sai phạm. Như vậy, kể từ đầu nhiệm kỳ khóa 12 đến nay, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật hơn 70 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý. Một lần nữa, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh thông điệp bất cứ trường hợp cán bộ nào mà vi phạm kỷ luật thì phải xử lý nghiêm minh, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, để lấy lại và củng cố niềm tin và tình thương yêu quý trọng của nhân dân. Con số này là con số biết nói, nó cảnh tỉnh những ai cũng đang ở những cái chức vụ cao cấp, đang đương chức đương quyền mà cũng chuẩn bị là tay chuẩn bị nhúng chàm hoặc đã nhúng chàm rồi đó, thì vẫn bị xử lý kỷ luật mặc dù đó là đương chức hay đã nghỉ hưu. Trong số 70 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật, có 1 ủy viên Bộ Chính trị, 4 ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 14 nguyên ủy viên Trung ương Đảng, 1 nguyên Phó Thủ tướng, 5 bộ trưởng và nguyên bộ trưởng, 2 bí thư tỉnh ủy, 5 nguyên bí thư tỉnh ủy và 17 tướng lĩnh. Một số cán bộ đã bị xử lý hình sự. Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đã kỷ luật 7 tổ chức đảng. Lần đầu tiên, những con số cán bộ cấp cao bị xử lý kỷ luật được thống kê cụ thể. Kỷ luật mạnh là làm cho những cái tình trạng suy thoái ở trong đảng nó ngày càng giảm, làm cho các căn bệnh của đảng ta ngày càng ít đi. Đảng không phải là một câu lạc bộ, đảng là một tổ chức chính trị chặt chẽ, ở trong đó kỷ luật nghiêm minh, cho nên đòi hỏi tất cả các đảng viên trong đảng từ thấp đến cao là phải chấp hành nghiêm túc các kỷ luật của đảng, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân. Còn nếu mà chống lơ là đó thì những căn bệnh nhỏ sẽ phát triển thành to. Cái bài học của Đông Âu Liên Xô, bài học của các nước khác giải tán đảng cộng sản cũng bắt đầu từ những cái chuyện là nhỏ không chống để thành lớn và lớn không chống thành họa. Thông điệp xử lý nghiêm cán bộ vi phạm là điều không thể không làm, càng có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội 13 của đảng, kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những cán bộ vi phạm thoái hóa biến chất. Đại hội đảng một cái sự sàng lọc, không để lọt những cái người mà có những cái cơ hội chính trị rồi thì tham vọng chính trị, thậm chí là chưa vào đến cơ quan lãnh đạo thì đã nghĩ đến cách đem lại lợi ích cho cá nhân mình, cho dòng họ mình, cho gia đình mình. Thì đấy chính là cái thông điệp lớn nhất mà đồng chí Tổng Bí thư muốn nhắc nhở chúng ta, là tất cả các cái cấp ủy đảng, từ đảng viên chân mình phải có trách nhiệm trong cái việc sàng lọc ấy. Về thực hiện nghiêm minh kỷ luật của đảng là lời cảnh báo để mỗi cán bộ đảng viên thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, tránh xa những cám dỗ vật chất, tham vọng, để không đi vào vết xe đổ mà hơn 70 cán bộ đảng viên cao cấp bị kỷ luật từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã vi phạm, gây ra những tổn thất khôn lường.